Thưa quý vị, là hôm nay chúng tôi gửi tới quý vị đôi tranh cha mẹ với kích thước là 37 1m17, khung dày là 5 phân, ván dày 4 phân rưỡi và độc sâu hơn 3 phân, kênh bong ngoái móc. Quý vị có thể thấy chúng tôi đưa những cái thước sâu tít vào trong đây, luồn qua cái lọ sang cái kia đây, luồn rất là sâu quý vị nhá. Đấy, đây cả mây cũng sâu này, đục này, kênh bong này, thấy không ạ? Gỗ là liền quý vị nhá, liền tấm, không chấp vá, liền tấm. Khung là dày 5 phân đây, khung dày 5 phân, cực kỳ dày dặn và gỗ cực kỳ đẹp luôn, luột vân đẹp từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, càng cực kỳ chất luôn. Càng này thì không thể chê vào đâu được, càng chuẩn. Vừa ra lò, những cái mẫu đặc sắc như thế này của tôi làm rất là cẩn thận, từ trong ra ngoài, từ trên dưới đẹp sạch sẽ và gỗ thì không có một tí vết gì và vân quằn quại luôn. Đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, mà gánh nặng cuộc đời thì không ai khổ bằng cha. Cùng với đó là tứ mùa, tứ quý, tùng cúc trung mai, tứ quân tử, đúng không ạ? Kích thước là 37 1m17, dày 5 phân, khung là dày 5 phân, ván dày 4 phân rưỡi, đục sâu hơn 3 phân, kênh bong ngoái móc. Giá cực mềm quý vị nhá, 6 triệu cho một cặp này. Giá cực mềm, đẹp, vừa cha mẹ mà vừa là tứ quý luôn. Một cặp vừa cha mẹ vừa tứ quý, đục sâu kênh bong, thủ công bằng tay quý vị nhá. Đục bằng tay mới moi móc được như này, chứ máy thì không thể moi móc được quý vị ạ. Đấy, 6 triệu cho một cặp tranh cực kỳ chất và giá trị muôn đời, cho muôn đời sau luôn. Mua một lần dùng muôn đời quý vị ạ. Gỗ hương đá đẹp và vân đẹp. Đây là chúng tôi mới để mộc thôi, còn sau này chúng tôi sẽ, bây giờ chúng tôi sẽ cho thợ sơn PU. Đôi này thì làm cho anh Việt ở Phú Thọ rồi. Chúng tôi làm thì lâu rồi, nhưng vừa rồi anh xem ảnh cái bộ trước thì đã đặt chúng tôi, và chúng tôi mới bê ra để quay, bê ra để phun, tiện thì quay cho quý vị xem. Quý vị liên hệ xin mua hàng xin liên hệ số điện thoại của chúng tôi là 0975940966, hoặc về trực tiếp tại Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội để lựa chọn và mua hàng. Xin trân trọng cảm ơn.